Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay thì Hoàng Minh xin mời cả nhà cùng với gia đình của Hoàng Minh đi tham quan một vòng hội chợ quốc tế Tịnh Biên năm 2022 ở tỉnh An Giang. Và ngay bây giờ xin mời cả nhà cùng với gia đình của Hoàng Minh đi tham quan một vòng hội chợ nhé. Thank you.
quá đồ chơi luôn nhiều lắm anh, quá đồ chơi đủ thứ luôn. Dịch kìa, mua dịch cái gì không? Này, đi cầm mua môi chút nữa đi, rồi về mua đã mua chưa? Thích nào con thích nào? Lát nữa ra về mua. Coi con này đó hả? Đi con nữa chú nhóc chữ nữa mình đi để mua môi chút nữa. Con này nhiêu lên? 60,000 còn con này con già này. 5,000 nào với anh thích nào? Gồng nào? Bé Thanh chơi sao đâu, Bé Thanh chơi sao đâu? Mới nhà vô tới đây là mua nữa đi về bố. Cái con này nhiêu? Kẹo dừa này là có sầu riêng quá ha. Cầm chưa, xong chưa? Cái này là bít sấy, bún, hạt cẩm nè anh. 45,000. Cái này hay gì? Em ăn cái gì? Thích thì mua. Cái đó kẹo đậu lòng, mua đi. Bên đây đẹp quá kìa, đầu cột tóc kìa, cho qua coi đi. Đâu nè, coi đi. Nó ăn đầu cột tóc đó, cài được. Cái màu? Màu trắng. Màu hồng nè, được không? Màu hồng hả gì? Màu này hả gì? Cây này nhiêu cây vậy? Màu nào? 30,000 hả? Này hả? 30,000 cây. Còn bên đây nhiêu giờ chị? 40 lé nào ba? Con thích cây nào? Cái hồng quá hả? Gái phải màu hồng. Rồi tối ngày nói con gái nữa màu hồng. Theo con cài lên cho mẹ coi coi. Bé Thanh. Đâu cài lên cho mẹ coi coi. Con cài lên coi. Không mà. Cái đội không anh, đây là lấy bọc. Đội không? Đội lấy bọc. Đội luôn không? Đội lên luôn đi. Em nói đèn này. Dạ anh. Cái bà này gì mà sao lấy đây? À. Rồi. Rồi kệ đi, đỡ đi. Đỡ đi con ơi. Rồi, cái mặt mẹ nè. Hả? Bê gì con? Rồi, đi. Thôi mình đi lại đằng kia. Đi nha, tiếp tục nha. Tiếp tục. Dừa non. Anh trái dừa non nè anh. Đẹp quá anh. Sao dừa nhìn ngon quá.
qua bị cái anh. Anh ơi, bị dép được. Thầy con có cái gì? Thẳng trong kia đi con ơi, qua bên kia thôi. Đi con ơi, đi qua vòng bên kia con ơi, cái này nó bốc khá rồi con ơi. Vòng qua đây nè. Dạ anh đâu rồi? Đi nè. Đi nè, đi qua bên kia. Quá trời bốc khá luôn. Sự tắm nhà em nhắn tay chọn mua nhanh chân ghế lửa nha cô chú chị, xin cảm ơn và trân trọng kính mời. Món chỉ có 5.000, con chăn chờ gì đó, nó bên trái lựa, bên phải lựa có 5.000. Đi đâu mà giỏi mà về, dừng chân ghé lại cho hàng đồ gia dụng Ngọc Thảo chúng tôi đồng giá 5.000 một món luôn. Hãy tiến thẳng vào siêu thị mini Ngọc Thảo chúng tôi. Con chăn chờ gì đó, quẹo lựa đi quá. Cái gì 5.000 em? Cái gói tốt là được ba là quá dễ thương luôn quá. Để vô học đi, để vô đẹp không, thích không? Về cột tóc quá. Siêu thị mini Ngọc Thảo xin kính chào quý khách. Hiện nay gian hàng chúng tôi bán đồng giá một món chỉ có 5.000 đồng. 5.000 đồng một món 5.000 đồng. Bao chén dễ hộp nhựa thao rổ dễ đựng trái cây. Nhãn luôn hả chị? Ông chắc ngủ, ông chắc tổ heo nhựa, bàn chải trà chân, bàn chải đánh răng, công quản chân lửa chùa đều độc giá 5.000 đồng. 5.000 đồng một món 5.000 đồng luôn. Các con tay, kim tay, kéo nhấp, miếng từ nơi, lượt kéo dây buộc tóc, cài tóc, kiến móc khóa, các kiểu khác 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 kiểu 5.000 đồng một món thần trộn luôn. Anh là bao nhiêu ba bằng được? Được rồi, chanh được. Được rồi, cỡ anh. Nghe mấy cái này nè. Quần ra anh. Quần jean, quần đủ thứ mẫu hết trơn à. Không có à. Hãy